Ý. Anh bảo Siết, đừng lo cho em, em chịu được mà. Chịu được hả? Vậy thêm mấy cái nữa đi. Mèo quá, không được đánh tiếp. Được thôi, anh bảo Siết của mày căn dặn. Muốn làm gì? Có cần quá đáng như vậy không? Mày muốn ôm vào chết chung có phải không? Tao chơi với mày cho tới cùng luôn. Là do đó tự tới gây chuyện trước, đánh chết cũng đáng thôi. Nhưng mà tao đánh nó mỏi tay rồi. Quy tắc giang hồ, mày đưa tiền, cái thằng Chí Mén này cứ đưa về. Bảo Xích, để tao nhắc nhở cho mày biết nha, chưa tới trình độ, đừng hậu theo người ta leo cao quá, tưởng kéo dài thời gian trả nợ, tăng tiền cọc đặt cược đánh đổ được tao sao? Mày nằm mơ đi con, một ngón tay của tao cũng đủ đè bẹp mày luôn rồi đó. Mày lên đầu tao ngồi rồi đó, bây giờ tao đi được chưa? Tao coi lần này mày còn dám đấu với tao nữa hay không. Cút đi. Đến ra, bỏ tay ra đi. Em có chịu được không? Em chịu được. Chịu được thì mau đi về đi. Cố kiếp, đừng để hắn giải thoát. Dám lên. Đứng lại. Đứng lại chưa? Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Muốn chạy hả? Chạy thôi. Đừng lại. Đứng lại. Em chạy trước đi. Đuổi theo. Đại ca, quay lại làm cái gì? Chạy đi. Nè. Lần này tôi phải trả tiền cũng khó mà thoát được đó. Chị Bén, tự lỗi cho mình đi. Đại ca, anh đi đi. Một người chết còn hơn hai người chết. Tiết kiệm hơi sức mà liều bạn đi. Đánh chết nó. Chạy đi. Lên xe, mau lên. Đứng lại. Sao rồi đại ca? Không sao chứ? Có bị mấy thằng đó chém bị thương không? Em không để yên chuyện này như vậy đâu. Có phải em muốn chết không? Anh kêu em đợi anh rồi mà, em tự mình chạy tới hang ổ của người ta làm cái gì? Tưởng mình là người sắt hả? Em đâu có muốn đi ra ngoài đâu. Em chỉ muốn tới hù thằng Quả, bắt hắn trả lại 500 ngàn thôi. Anh làm ơn tự soi gương trước đi, tôi nhìn thấy anh cũng muốn ói đó. Tôi biết tôi không bằng ai, nhưng mà chuyện này là do tôi tự gây ra mà. Tôi cũng chỉ muốn dùng bản thân mình giải quyết cho ổn thỏa thôi. Em ổn đủ chưa? Bây giờ anh đang tìm cách đi nè. Anh tiện thể suy nghĩ giùm coi bây giờ phải đi đâu. Hay là mình mượn đỡ thằng Tường cho vay nặng lãi đi. Mượn rồi khỏi phải trả sao? Đem em đi cầm còn không đủ trả tiền lãi nữa. Vậy phải làm sao chứ? Cái này không được, cái kia không được. Ngày mai là phải giao tiền rồi. Tới 500 ngàn lận đó, đi đâu đào ra bây giờ? Chắc chắn không có tiền giao rồi. Tôi đi đậu xe, anh đi mua vé. Còn phải cô chứ, tới lúc này mà còn tâm trạng coi phim sao? Đại ca, đây là sổ sách của tuần này đó, tổng cộng 1.230.000. Bảo Xích, sổ sách của cậu đâu, có bao nhiêu? Hắn hả? Không biết làm cái giống gì nữa, làm cò mà bị người ta quịch hết bao nhiêu tiền nợ luôn. Anh Thác Sa, em xin lỗi. Đại ca, sau này em cố gắng giúp công ty kiếm thêm nhiều mối làm ăn về đây. Còn nữa nha, em sẽ coi Bảo Xích giống như là em nuôi của em gì đó, sẽ coi chừng nó cẩn thận. Sau này á, mày đó phải theo sau lưng của tao bào khỏi. Nếu như mà không thì tao sợ mày không có miếng ngon để ăn đâu. Bảo Xích, tiền cậu nộp không đủ, dám chơi dám chịu, sau này vị trí của Thành Gia sẽ do... Nè, làm gì vậy? Đúng là mười nha. Gì vậy? Gì vậy? Đừng có mười không vậy? Công ty đang bàn chuyện quan trọng, qua nó ra ngoài. Đại ca, họ là người của em đó. Người của cậu thì có thể không biết lớn nhỏ vậy sao? Còn bãi đó anh Thái Sa, tụi em chỉ không muốn bị người ta coi như thằng khờ nên mới xông vào đây. Tao mà bị người ta coi như thằng khờ hả? Rốt cuộc mày muốn nói cái gì đây? Cứ mặc kệ nó nói gì, qua ra ngoài giùm tao đi, đại lên. Không phải đâu, em xem đoạn phim này thì sẽ hiểu thôi. Có phải là Nghĩa không? Cô là ai vậy?
Anh Quả kêu tôi tới tìm anh. Anh nói lần trước anh dẫn theo một đám người tới chỗ Bảo Xích cá cược quỵt nợ, làm ăn rất sạch sẽ. Anh Quả rất là thích. Số tiền này á, anh kêu tôi đưa cho anh đó. Ê, anh Quả đã lên tiếng, tôi nhất định không có từ chối đâu. Anh Thác Sa thấy sao? Đoạn phim quay rõ lắm phải không? Là chính tay em quay đó. Không liên quan tới em đâu. Rõ ràng là có người vu oan cho em đó. Mày im miệng. Mày qua đây. Anh Thác Sa. Có phải có người kêu cậu cá độ ở chỗ của Bạo Xích, sau đó quỵt nợ? Tao nói có đúng không? Anh Thác Sa à? Nói. Anh Quả, em xin lỗi. Mày biến đi cho tao. Mày đối đầu với Bạo Xích rồi tìm người quỵt nợ của nó, vậy tức là làm hại công ty, cũng có nghĩa là liên lụy tới tao. Đối với người của mình cũng dùng thủ đoạn bị ổi như vậy, cho dù vị trí đó cho mày làm được cũng không có ai phục đâu. Bạo Xích, vị trí của Thành Gà sau này do mày làm. Cảm ơn đại ca. Cạn ly. Cạn ly. Tốt quá, cứ ăn uống thả ga đi. Không đủ thì kêu thêm. Nè, bỏ bao đem về cho ba bà mẹ của cô đi. Sao rồi, cái mặt không còn một đống nữa, giống bộ dạng con người rồi ha. Có cần nhỏ mọn vậy không? Đinh tỷ không nhỏ mọn vậy đâu. Dù này nếu như mà cổ nhỏ mọn á, cô đã không dốc hết sức giúp mình rồi, có đúng không? Nè, nói gì thì nói nha, sao cô lại có bản lĩnh quá tìm được thằng đó ra vậy? Ha, tại tôi có quan hệ rộng, khách quen của một nhân viên làm trong công ty của tôi, biết là hắn đang trốn ở đâu. Nhưng mà hắn lại lén ra ngoài chơi, uống mấy ly rồi tự tiết lộ mình trốn ở đâu. Đương nhiên là tôi phải mau mau kêu chí mén đi chung tìm hắn rồi. Có đúng như vậy không? Nếu không làm sao làm được việc chứ. Cái vụ lần này công nhận Đinh tỷ thông minh lanh lẹ nhất. Nhưng mà biểu hiện của em cũng đâu có tệ. Đoạn phim mà em quay á, nếu như mà em quay rung tay á, không có được rõ thì thằng Quả đê tiện đó không chối mới là lạ đó, phải không? Lần này hai người chói lòa rồi. Sau này chúng ta cùng nhau phân đấu. Hai người thông minh như vậy, tương lai sáng lạng. Vô. Tên quỵt nợ đó lần này thảm rồi, thằng Quả nhất định không tha cho hắn đâu. Ê, mặc kệ hắn đi, quan trọng nhất là anh Bảo Xít được lên chức kìa. Cạn ly. Cạn ly.